Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định hủy bỏ các hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch nghỉ dưỡng dọc tuyến ven biển Cửa Tùng, Cửa Việt do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành vì các quy hoạch này không triển khai thực hiện và không có tính khả thi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch Resort Cửa Tùng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào năm 2007 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng làm chủ đầu tư hủy bỏ quy hoạch chi tiết khu khách sạn nghỉ dưỡng Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại khu dịch vụ du lịch Thủy Bạn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào năm 2008. Hủy bỏ quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch tổng hợp Do Hải à, Do Hải 1 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt năm 2010. Sau khi ba hồ sơ quy hoạch trên hủy bỏ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã xem xét hủy bỏ điều chỉnh một số quy hoạch dự án khác không phù hợp hoặc là không triển khai.